bói láo bị đánh. Hay thật đấy, công nhận thầy phán hay quá, nếu đúng được như thế thì còn gì bằng. Mời người tiếp theo. Nhờ thầy xem giùm tôi một quẻ ạ. Tên, tuổi, ngày sinh. Dạ, Trần Tư, 30 tuổi, sinh ngày rằm tháng chạp. Dạ, thầy xem cho con xem, con có làm nên trò trống gì không ạ? Số người này cũng khá đấy, không đến nỗi nào đâu. Ôi, thật ạ thưa thầy. Thế mà ba mẹ con hãy thấy con nằm ở nhà là lại la mắng cả ngày, kêu số mày sau này không chết đói mới là lạ. Bà này. Dạ, thầy thấy gì nữa ạ? Xem ra cũng có số làm thầy đấy nhé, không phải làm tớ cho ai đâu. Ôi, thế ạ, đa tạ thầy quá. Thầy nói con thấy đúng lắm. 3 tháng sau. Về thôi, hôm nay kiếm thấy là cũng kha khá rồi. Đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Mắt mũi để ở đâu thế? Xin lỗi, tôi vội quá. Hả? Lão Bảy thầy số? Đúng rồi. Đúng, tôi đây. Anh là ai? Còn dám hỏi à? Vì ông mà tôi ra nông nổi này đi. Phen này tôi phải cho ông nhừ đòn cái tội nói láo. Ấy ấy, bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói. Cậu là ai? Sao lại định đánh người thế hả? Ông phán cái kiểu gì? Để tôi giờ ra nông nổi này chứ. À, thì ra là cậu à. Tôi nhận ra cậu rồi. Này, tôi nói cho cậu biết nhé. Tôi xem số đã mấy chục năm nay, chứ đâu phải ngày một, ngày hai. Không sớm thì muộn, thế nào cũng đúng. Cậu mới chờ được có bao lâu mà đã kêu không đúng, đừng có mà vu khống. Đúng à, đúng cái con khỉ. Ông bảo tôi có số làm thầy, tôi về nhà liền theo nghề thầy Lan. Này không hiểu thế nào, bốc nhầm thuốc cho người ta. Người ta uống xong lăn quay ra chết. Người nhà họ đang đuổi theo đòi lôi cổ tôi lên quan kia kìa. Ông hại đời tôi thế mà còn dám cãi nữa à? Tôi bảo anh có số làm thầy, chứ có bảo anh làm thầy Lan đâu. Sao anh không làm thầy số như tôi đây này, ván chuyện tương lai. Có ai nhìn thấy ngay đâu mà lo sai. Đằng này anh lại đi làm thầy Lan. Sức khỏe của người ta quý như thế, sống chết nó rành rành ra. Anh đã không biết lại còn đòi phán bừa thì chẳng rước họa vào thân. Từ xưa tới nay, vẽ chó vẽ ngựa thì khó, chứ có ai bảo vẽ ma quỷ khó bao giờ. Kia kìa, nó kia kìa, mau tóm lấy nó, đừng để nó chạy thoát. Ôi trời ơi, đúng là mình ngu. Sao không làm thầy số? Sao không vẽ quỷ mà lại đi vẽ ngựa thế này? Đứng lại, đứng lại. Sự tích khèn bè Mường Vạc. Ngày xa xưa, ở vùng Mường Vạc có chàng trai A Tú ở đợ cho nhà trưởng bản từ tấm bé. Trưởng bản thương yêu A Tú như con, nên gả người con gái yêu quý của mình là A Châu cho A Tú. A Tú và A Châu rất yêu thương nhau và gia đình trưởng bản rất vui vẻ, hạnh phúc. Cũng trong bản có anh chàng A Lý chạc tuổi với A Tú. Nếu A Tú gặp nhiều may mắn và được trưởng bản yêu quý thì A Lý lại không được như vậy, vì chúa đất là người keo kiệt và khó tính. Ôi trời ơi, mệt quá. A Tú ơi, mình nghỉ chân một chút đi. Gắng thêm chút đi chứ. Phải vào sâu một chút thì mới còn măng non được. Với lại còn nhanh nhanh mà về nữa, không trời tối xuống bây giờ đấy. Thôi, tôi chẳng đi nữa đâu. Về mà có bị chúa đất trách phạt thì cũng gắng chịu vậy. Thôi, cậu cầm tạm mấy cây măng này về đi, không lại bị quở trách đó. Mình biết ngay mà, cứ im im kiểu gì, A Tú cũng chia cho mình một ít. Giờ thì vừa có măng mang về, vừa đỡ phải gùi nặng từ trong rừng ra.
Thôi, đằng nào cũng bị mắng, tôi cầm tạm làm gì rồi, nhà cậu lại không đủ. Thôi, cứ cầm đi, có còn hơn không. Thế nha, tôi về đây. Giờ cậu ấy về, còn có vợ nấu nướng cho, chỉ việc dùng bữa. Còn mình thì, bao giờ cái kiếp ở đợi mới hết đây. Mọi xui xẻo đều về mình, còn cậu ấy thật là may mắn. Suốt cả tuần nay mới vào rừng, hôm thì về tay không, hôm thì leo tèo vài thứ thế này à. Đồ lười nhác, tối nay nhịn cơm và ngủ ở ngoài đi. Sao số phận mình lại hẩm hiu đến thế này cơ chứ. Đúng là Tú đã lấy hết may mắn của mình rồi. Tú vẫn còn ở đây thì đời mình muốn khá lên cũng không được. Mình không thể chịu đựng cảnh khốn khổ này thêm được nữa rồi. Đúng rồi, cái lần mình đi lạc về bản lát đằng Tây có gặp một thầy pháp. Vì thầy pháp đó đã cho mình một loại thuốc diệt cỏ. Loại thuốc này sẽ giúp người không còn phải vất vả cắt cỏ làm mương nữa. Nhưng người phải hết sức cẩn thận, không để dính vào người, vì nó khiến con người ta dị ứng, nổi ban và vô cùng khó chịu. Điều mà thầy pháp đó nói về việc thuốc dính vào người nữa chắc chắn không thể sai được. Mình nhất định không bỏ qua cơ hội này. Tú ơi, xem kìa, cây sung kia quả đang đổ chín hết, thật ngon quá đi. Trần tôi hôm nay nhức quá không trèo lên hái được, cậu nên hái rồi hái giúp tôi một ít nha. Được. Không chút nghi ngờ người bạn, Tú trèo lên cây hái sung mà không biết A Lý đã rắc loại thuốc độc lên đó từ trước. Hái được sung cũng khiến loại thuốc kia bám đầy vào tay, chân của A Tú. Đau quá. Thưa chúa đất, chẳng hay ông có biết là A Tú bên nhà trưởng bản đang bị bệnh hủi lở loét đầy người không ạ? Mà bệnh ấy vô phương cứu chữa, chỉ có chết trong đau đớn thôi. Không, không thể để con bệnh ấy ở trong bản được. Ôi trời ơi, cậu A Tú bị bệnh hủi, không khéo lây ra cả bản thì chỉ có chết hết thôi. Không thể để thế này được, phải cách ly ngay. Mình yên tâm, nhất định sẽ có thuốc chữa khỏi cho mình. Mọi người đến đây có việc gì vậy? Cậu A Tú nhà ông bị bệnh hủi rồi, không thể để cậu ta trong bản như vậy được. Đúng vậy, không thể để cả bản bị lây theo được. Cho cậu ta vào trong rừng đi. Trước sức ép của dân bản, A Tú bị đẩy vào trong rừng sâu một mình giữa lúc bệnh tật. Dù rất thương A Tú, nhưng trưởng bản và A Châu chẳng thể làm được gì. Đau quá. Phải nhanh chân vào với A Tú mới được, nếu không mọi người sẽ phát hiện ra mất. Đúng là cô ta đã lén vào rừng với người chồng bệnh tật của mình, không thể chấp nhận được. Phải giữ cô ấy lại, không thể để cô ấy lén lút gây ảnh hưởng đến người khác được. Đưa cô ấy về, chúng ta phải để mắt giữ cô ấy, không được vào trong rừng nữa. Về thôi. Không được, không được. Chồng tôi bệnh tật lại một mình ở chốn rừng sâu heo hút như thế, mà còn chưa vừa lòng mọi người hay sao? Tôi đi chăm chồng tôi thì làm sao mà lại cấm cản? Các người thật là độc ác. Buông tôi ra, buông tôi ra đi. Không được, cô vào đó thì thế nào cũng mang cái mầm bệnh về cho mọi người. Đi về mau. Mình không thể chết như thế này được. Tú dần quen với cuộc sống lủi thủi một mình, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác cô đơn, buồn tủi. Để xóa bớt đi sự đơn độc, A Tú lấy một cây nứa nhỏ, cắt lỗ hình chữ nhật, lấy cật tre, dắt vào làm hình lưỡi gà. Chiếc khèn đầu tiên được tạo ra có hình dáng giống cái bè. Thế nhưng, khi A Tú đưa khèn lên thổi, thì âm thanh vang lên chỉ là những tiếng rít chói tai. Đến một giai điệu tử tế cũng không có được. Đau, đau quá. Không, không thể thế này được. Giữa cô đơn, tĩnh lặng và đau đớn, A Tú cầm cây khèn vừa bị chém phát lên. Trong đầu anh hiện hữu lại những giây phút hạnh phúc sum họp cùng gia đình khi xưa, cả những hình ảnh khi anh bị bệnh và bị đưa vào rừng. Bao đau buồn, tủi hận, A Tú mang hết tâm sự, suy tư trong lòng ra gửi vào tiếng khèn. Và thật kỳ lạ, thay vì những tiếng rít như lúc chiều, giờ đây tiếng khèn là một bản nhạc lòng da diết. Tiếng khèn đánh thức cỏ cây muôn thú xung quanh và vang xa mãi. Tiếng nhạc nghe bi ai, đau lòng quá. Lại nói về A Lý,
Sau khi bày kế khiến A Tú bị giam trong rừng sâu cùng bệnh tật, thì anh rất hí hửng nghĩ rằng vận may sẽ đến với mình. Thế nhưng với bản tính lười biếng và cẩu thả, anh vẫn bị chúa đất trách mắng và phạt liên tục. Và hôm đó, khi tiếng khèn A Tú vang tới, giai điệu dây dứt đó đã thực sự thức tỉnh A Lý. Mình đã làm những việc thật tàn nhẫn với A Tú. Hiểu ra rằng nguyên nhân sự bất hạnh của đời mình là chính tại bản thân mình chứ không phải tại ai khác, A Lý đã vội vã vào rừng mang theo thuốc chữa cho A Tú và tạ lỗi với A Tú. Tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi hồ đồ, không hiểu chuyện. Giờ tôi sẽ đi thật xa để bắt đầu lại từ đầu. Khi anh về lại bản rồi, xin anh hãy nói mọi người cho tôi gửi lời xin lỗi. Chiếc khèn A Tú mang về được bà con vô cùng yêu thích và trân trọng. Khèn được thổi trong các đêm liên hoan văn nghệ thôn bản. Tiếng khèn được giữ nguyên bản sắc của người Mường Vạc, thiết tha, tình cảm, làm vui nhộn các cuộc vui, góp phần xây nên nếp sống văn hóa tinh thần mà ít nơi nào có được. Ba người con của trời và đất. Ngày xưa, trời và đất chỉ cách nhau có mấy sải tay. Người trên trời và người dưới đất qua lại bằng một cái thang. Ngày nọ, hoàng tử Phôn Sang Ga, con của vua trời, xuống trần gian. Chàng bắt gặp nàng Amala, xinh đẹp chăm chỉ, đang gieo mạ. Họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dạ thưa cha, xin cha đồng ý cho con được cưới nàng Amala dưới trần gian làm vợ ạ. Con trai vua trời cưới một người trần gian ư? Điều đó không thể chấp nhận được, ta không thể đồng ý. Nếu con còn giữ ý nghĩ đó thì đừng trách ta ngăn cản đến cùng. Thì chúng ta hãy cùng trốn đi, đến một vùng đất xinh đẹp để sinh sống. Xin thần hy và thần rừng hãy che chở cho chúng con. Vua trời nổi giận lôi đình, sai tướng đại bàng đi bắt hoàng tử về. Hoàng tử, ngài ở đâu rồi? Mây che thế này ta không thể trông thấy gì dưới hạ giới cả. Nhờ mây trời và cây rừng che chắn, vợ chồng hoàng tử đã trốn được đôi mắt sáng rực của đại bàng. Họ tìm đến một miền đất mới làm ăn sinh sống. Đại bàng cứ mãi miết tìm từ năm này qua năm khác mà mãi vẫn không thấy tâm tích hoàng tử đâu, cho đến một ngày nọ. Ôi, sao ở nơi hoang vắng thế này lại có khói bếp bay lên chứ? Ồ, thì ra hoàng tử ở đây, đã thế còn có ba đứa con lớn rồi. Hoàng tử Phôn Sang Ga, xin hãy trở về trời với thần. Không, ta không đi đâu cả, thả ta ra, thả ta ra. Xin hoàng tử đừng làm khó thần, lệnh của vua trời đã ban ra, không ai có thể cưỡng lại được. Thả ta ra. Thả cha ta ra, đại bàng kia. Thả chồng ta ra. Cha. Vua trời vẫn không quên chuyện xưa mà tha cho gia đình ta. Các con ơi, mẹ con mình lên trời tìm cha nhé. Làm thế nào để lên trời hả mẹ? Đến chỗ có thang lên trời, chúng ta sẽ lên được. Người trần gian to gan, ta sẽ không để các người tự do lên trời nữa đâu. Từ giờ, người trời và người trần gian không thể nào cùng sống với nhau được nữa. Vua trời còn sai đại bàng vươn đôi cánh khổng lồ hoặc tung các nắm mây che giữa trời và đất. Mây tan đi bao nhiêu thì khoảng cách giữa trời và đất càng xa thêm bấy nhiêu. Các con ơi, tan đất rồi, trời đất cũng chia xa quá rồi, chúng ta không có cách nào để lên trời tìm cha được nữa. Vậy con sẽ đắp một ngọn núi thật cao, cao chạm trời luôn, khi đó mẹ con ta sẽ lên đón cha về. Mẹ hãy tin chúng con rất khỏe mạnh mà. Ôi, các con của mẹ, các con khôn lớn thật rồi. Cầu xin các thần linh phù hộ cho các con đắp được núi lên trời. Thế là ba anh em, mỗi người một việc, bắt tay vào đắp ngọn núi cao chọc trời. Anh cả khỏe mạnh nhất, tự mình vác những khối đất lớn. Anh hai có tài thuần hóa thú rừng, đã huấn luyện những chú trâu rừng hầu đất đến cho mình. Em ba có đôi tay khéo léo, có thể đào được những khối đất ở những nơi rắn chắc nhất. À, chuyện gì thế kia? Bọn chúng định đắp núi làm đường lên trời sao? Chứ, đại bàng đâu? Hãy hoàn tung ngọn núi của chúng cho ta. Ba anh em người trần gian, hãy ra mà xem, chúng tôi đang cười tan thành mấy khối này.
Đại bàng không cho chúng ta xây núi, chúng ta phải làm sao đây? Em đừng lo, giờ chúng ta sẽ làm nỏ bắn đại bàng. Em sẽ làm chiếc nỏ có thể bắn đi hàng nghìn mũi tên. Đại bàng sẽ sợ quá mà bay về trời thôi. Anh ơi, bắn đi, tiến lên những mũi tên. Hãy cho đại bàng biết sức mạnh của chúng ta đi. Chiếc nỏ của chúng ta đã đuổi được đại bàng bay về trời rồi các anh ơi. Hoàng hô, hoàng hô. Người hãy mau xuống trần gian trừng trị bọn người trần gian ấy cho ta. Thần xin tuân lệnh. Ta sẽ dẫm bẹp ngọn núi mà ba anh em ngươi vừa đắp lên. Lần này chúng ta có bắn nỏ cũng không làm gì được tướng voi rồi. Anh có kế này, các em hãy làm theo lời anh nha. Dạ. Sau khi nghe anh cả vạch kế hoạch, ba anh em chia thành ba hướng ra đi. Anh cả hút hết cả nước con sông lớn vào bụng. Tướng voi, hãy xem sức mạnh của ta đây. Tướng voi, ngươi chạy đâu cho thoát? Ta sẽ cho ngươi thấy người trần gian có thể làm được gì ngươi. Khi voi chạy vào rừng sâu trốn thì gặp anh hai, người có tài thuần hóa thú rừng. Voi ơi, chúng ta sẽ không giết voi đâu, vì voi với chúng ta không thù không oán. Chỉ vì vua trời muốn chia lìa cha mẹ ta mà các người phải bị tai họa. Tướng voi nghe những lời nói chân tình ấy thì vô cùng cảm động, xin ở lại hạ giới cùng ba anh em. Trong khi đó, ở trên trời, hoàng tử Phonsanga lúc nào cũng thương nhớ vợ con. Đêm đêm, chàng ra bờ sông Ngân nhìn về hạ giới khóc than thảm thiết. Nước mắt và lời than của chàng kết thành mưa bão, sấm chớp kéo dài hàng tháng, làm cho các loài vật không đi kiếm ăn được. Các loài vật cử đàn chim bay lên trời tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Sao hoàng tử khóc than suốt ngày đêm như vậy? Ngài có biết ngài đang gây nên mưa bão, làm chúng tôi không thể đi kiếm ăn được không? Ôi, ta xin lỗi, nhưng ta nhớ thương vợ con ở hạ giới quá. Nghĩ đến họ là ta không thể ngừng khóc được. Hoàng tử đừng khóc nữa, chúng tôi sẽ giúp chàng đoàn tụ với vợ con. Đàn chim bèn kết thành tấm thảm lớn chở hoàng tử bay về hạ giới với vợ con. Ta về với ba mẹ con rồi đây. Cha về rồi. Ôi em mừng quá, gia đình mình đoàn tụ rồi. Khi cha thấy các con khỏe mạnh khôn lớn thế này, cha vui lắm. Xin cảm ơn đàn đã nuôi dạy các con rất tốt khi ta không ở đây. Giờ chỉ cần cả nhà ta bên nhau, chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn để giữ gìn cuộc sống yên vui này mãi mãi. Cảm động vì tình yêu thương và đoàn kết của cả nhà hoàng tử Phonsanga, vua trời đã chấp nhận và chúc phúc cho họ. Từ đó, tuy trời đất không bao giờ gần lại nữa, nhưng những người yêu thương nhau đều được sống hạnh phúc bên nhau. Sự tích hoa đào. Thuở ngày xưa, ở vùng đất người Mông, có chàng trai tên Tráng Báo. Bố mẹ mất sớm, chỗ ở của chàng là túp lều nhỏ bé, rách nát, đêm lấy trăng làm đèn. Tráng Báo phải đi ở đợ cho nhà Sùng Chư, người cai quản cả vùng đất đó. Vất vả, quần quật từ sáng đến tối mịt mà bụng vẫn không đủ no. Được cái dù buồn hay vui, no hay đói, Tráng Báo vẫn luôn tươi cười với mọi người. Tráng Báo được mọi người khen là một chàng trai khỏe đẹp, tháo vát, rất khéo tay, lại có tài thổi kèn lá. Những lúc chăn trâu, chăn ngựa, đi rừng hoặc làm nương, Tráng Báo thường thổi kèn làm vui, xua đi nỗi mệt nhọc. Thấy tiếng kèn của Tráng Báo, chim rừng cũng ngừng hót lắng nghe theo. Tráng Báo thầm thương trộm nhớ Sùng Mi, con gái nhà Sùng Chư. Tuy chưa một lần được trò chuyện, nhưng hình bóng Sùng Mi luôn hiện ra trước mắt Tráng Báo với nụ cười hiền dịu, gần gũi, đáng yêu và giọng hát thiết tha trong vắt. Càng nhớ nhung Sùng Mi, tiếng kèn của Tráng Báo càng sầu buồn, réo rắt, bỗng trầm theo đêm dài và âm thầm vang xa mãi. Không ngờ, Sùng Mi cũng để ý chàng trai nghèo khổ Tráng Báo. Những đêm nghe tiếng kèn réo rắt Tráng Báo thổi, lòng nàng bồi hồi, trái tim nàng thổn thức với cảm xúc khác lạ. Sùng Mi như muốn bay ngay đến bên chàng. Và một đêm nọ, bước chân nàng đã bước tới bên Tráng Báo thật rồi. Tráng Báo ơi, tiếng kèn của chàng khiến em không ngủ được. Em phải đến với chàng để được nghe rõ hơn, gần hơn. Giàng ơi, sao nàng làm vậy được? Nàng bỏ ra đây không sợ bố sao? Em không sợ, Tráng Báo đã khổ nhiều rồi. Thương Tráng Báo lắm mà. Cảm ơn Sùng Mi lắm.
Thế là họ ngồi bên nhau trò chuyện, quên hết mọi tai họa có thể giáng xuống. Tình cảm thầm lặng bấy lâu nay có dịp bung nở. Khi con gà rừng cất tiếng gọi lần thứ tư, Sùng Mi mới vội vã trở về nhà. Chuyện đến tai Sùng Chư như sét đánh ngang tai. Sùng Chư uất hận vô cùng, sai người bắt trói Tráng Báo. Thứ mày, một tôi tớ nghèo xác nghèo sơ mà dám mơ làm chồng của gái tao. Thứ cỏ rác như mày, còn bẩn thỉu, phải biết thân biết phận chứ. Mày tội thật đáng chết. Tráng Báo bị đẩy ra ở ngoài rừng trong nơm lũ trâu ngựa của nhà Sùng Chư, cấm không cho bén mảng về bản nữa. Xót Tráng Báo đầy bụng nhưng không dám trái ý cha, Sùng Mi chỉ biết khóc. Nàng không buồn ăn, không buồn ngủ, ngày một thêm héo hon, ủ rũ. Thương Tráng Báo một mình trong rừng, sương giá lạnh buốt, nàng đêm ngày miệt mài xe lanh, kéo sợi, dệt một tấm khăn thật rộng, đủ cho chàng choàng phủ kín người. Nhận tấm khăn xanh như lá rừng mà Sùng Mi bí mật nhờ người gửi đến, Tráng Báo thấy hạnh phúc vô cùng. Ngày nào chàng cũng mang khăn ra ngắm nhìn không biết chán. Sương đêm đã ướt đẫm cây rừng, chàng choàng tấm khăn như thấy Sùng Mi đang vòng tay ôm lấy chàng. Những vết rớm máu vì trận đòn roi của Sùng Chư vẫn chưa khô trên người chàng thấm lên tấm khăn, chấm máu đỏ điểm trên nền xanh như những bông hoa nhỏ. Bỗng một làn gió ập tới, và trong làn gió Sùng Mi xuất hiện. Xa xa sau lưng nàng vọng lại tiếng tù và, tiếng ngựa đuổi theo. Tráng Báo, mình phải liều thôi, phải trốn ngay thôi. Sùng Mi, có chuyện gì mà hốt hoảng thế? Nàng hãy bình tĩnh lại đã, rốt cuộc là chuyện gì? Tráng Báo ơi, đến lúc phải liều thôi. Ngày mai nhà họ Thảo săn bắt Sùng Mi về làm vợ Thảo sớm rồi. Ta phải trốn đi ngay khỏi đây thật xa mới sống bên nhau được. Được, ta đi thôi Sùng Mi. Thế là họ dắt nhau bỏ trốn. Họ đi đến đâu, cây rừng, đá núi đều che chở bao bọc họ. Họ cứ đi mãi, đến khi không còn nghe thấy tiếng tù và tiếng ngựa đuổi theo họ nữa. Hai người ngồi bên nhau dưới ánh trăng lấp lánh trên đỉnh núi cao, choàng chung tấm khăn hoa và chìm vào giấc ngủ êm đềm. Khi tỉnh dậy, cả hai người cùng ngơ ngác trước cảnh thiên nhiên đẹp kỳ lạ. Rừng núi sáng lên với vẻ đẹp dịu hiền, nắng ấm trải vàng, rừng cây thơm ngát, vang rộn tiếng chim hót ca và tiếng suối chảy róc rách. Hai người nhìn quanh mà không thấy tấm khăn đâu, chỉ thấy ngàn vạn những bông hoa giống những chấm đỏ trên nền tấm khăn của mình. Những bông hoa đó tỏa hương thơm dịu dàng. Tráng Báo và Sùng Mi đoán đó là ý trời mách bảo hai người đây là miền đất tốt lành. Họ quyết định ở lại nơi đó dựng nhà, hưởng cuộc sống tự do, êm ấm và hạnh phúc. Người ở các vùng quanh đó thấy đất tốt đẹp, họ cùng chuyển đến sinh sống, làm ăn. Lâu dần trở thành bản Mường sầm uất, đông vui. Hàng năm, mỗi khi mùa sương mù gió lạnh tan đi, cây xanh lại nở ngàn vạn những bông hoa nhỏ màu thắm hồng chào đón nắng mới, đón mùa xuân tươi đẹp. Mọi người gọi đó là hoa đào. Khi mùa hè đến, hoa đào kết thành quả có hình như trái tim lồng vào nhau. Quả đào chín có màu đỏ hồng, vị thơm ngọt dịu dàng. Ngày nay, từ vùng núi cao xuống đồng bằng, từ miền ngược đến miền xuôi, đâu đâu cũng có hoa đào. Mỗi khi xuân về, nơi nơi hoa đào lại đua nở như một điềm báo của mùa hạnh phúc lứa đôi đang đến gần. Bông hoa trắng. Hôm nay ông đừng làm việc quá sức nha. Cháu có gói thêm cơm nắm cho ông đi đường đây ạ. Cảm ơn cháu gái út. Bông hoa trắng của ông lúc nào cháu cũng chu đáo nhất. Chà, may quá, kiếm nguyên được cả một cây khô lớn. Cây khô rễ thế này chắc là dễ đổ lắm đây. Ai cho ngươi đến phá nhà của ta? Tha cho ta, tha cho ta. Ta chỉ chặt bỏ cây khô thôi mà. Cây khô, nhưng nó là nhà của ta. Kẻ nào đụng đến sẽ phải chết. Tha cho ta, người muốn gì ta cũng sẽ làm theo yêu cầu của ngươi. Được, ta cũng chỉ đợi có thế. Ta biết ngươi có những ba cô cháu gái, hãy để một cô gái làm vợ của ta. Hả? Làm vợ ngươi? Làm sao có thể như vậy được? Dù ngươi có giết ta cũng không chịu đâu.
người nhỉ? Người có quyền lựa chọn giữa việc chịu và không chịu hay sao? Hoặc là một trong ba cô cháu gái của ngươi sẽ là vợ ta, hoặc là ta sẽ đến và giết hết các cháu của ngươi. Ô quỷ ơi, ta xin ngươi hãy tha cho các cháu của ta. Xin hãy lấy cái bản già này của ta đi. Ta lấy cái bản già của ngươi làm gì cơ chứ? Ta cho ngươi thời gian là 2 ngày. Nếu như không làm theo ý ta thì ngày đó sẽ là ngày giỗ của ba ông cháu ngươi. Về nhà, ông lão buồn rầu lắm. Nhưng rồi không còn cách nào khác, ông đành đem câu chuyện kể lại với ba cô cháu gái của mình. Ông biết đây là một điều kinh khủng, ông không đành lòng, nhưng sự việc đã xảy ra như vậy. Một trong ba cháu, ai sẽ đồng ý làm vợ con quỷ? Ôi, ông đừng nói là sẽ bắt cháu đến sống với con quỷ đó nha. Cháu thà nhảy xuống nước mà chết đi còn hơn á. Không đời nào lại là cháu đâu ông ơi. Nếu ông cứ nhất quyết bắt cháu, cháu sẽ bỏ đi thật xa, xa thật luôn đó. Cháu đâu phải là người gây ra chuyện này cơ chứ. Phải rồi, đây không phải là lỗi của các cháu. Ông không nên để các cháu phải gánh chịu. Nhưng con quỷ hung ác ấy nhất định không để ông gánh chịu chuyện này một mình. Ông ơi, ông đừng lo lắng ạ. Cả đời ông đã hy sinh chăm sóc cho ba chị em cháu mà chúng cháu chưa một lần nào có thể đền đáp điều gì đó cho ông. Ông hãy để cháu đến làm vợ con quỷ đi ạ. Em sẽ làm như thế thật sao? Trời ơi, làm sao mà em có thể sống cùng một con quỷ được cơ chứ? Hai chị đừng lo lắng gì cho em hết. Chỉ cần ông và các chị vẫn bình yên thì em thấy vui lắm rồi. Trời ơi, cháu gái của ông, cháu thật là thiệt thòi quá. Ông tin lòng tốt và sự hiếu thảo của cháu, dù sớm hay muộn cũng sẽ gặp được những điều tốt đẹp. Ông ơi, ông đừng khóc nữa nha, cháu sẽ ổn thôi mà. Con thú đưa bông hoa trắng đi qua bao nhiêu là thung lũng, đồi núi, sông ngòi, cánh rừng. Nàng đừng sợ, từ hôm nay nàng sẽ ở đây. Ta sẽ ngủ ở bên ngoài cửa và sẽ không làm hại gì đến nàng cả đâu. Bây giờ nàng hãy nghỉ ngơi đi. Mỗi ngày con quỷ lại mang đến cho bông hoa trắng những niềm vui nho nhỏ. Dần dần cô không còn sợ hãi con quỷ với bề ngoài gớm ghiếc nữa. Từ trong sâu thẳm trái tim mình, cô nhận thấy chính mình đang yêu thương quỷ hơn. Hai người gắn bó với nhau và thật bình yên. Một thời gian sau. Hả? Xem em kìa, thật là quê mùa. Sống ở đây thì mòn mỏi có khác gì là chết đâu cơ chứ. Không sao, các chị đến để giải thoát cho em đây nè. Nào, mau lên ngựa, chúng ta cùng bỏ trốn đi thôi. Ừ, em không đi đâu. Em với quỷ dẫu sao cũng đã là vợ chồng, quỷ cũng không làm hại gì đến em hết. Hơn nữa, đây cũng là lời hứa của ông với quỷ mà. Ôi chào, hứa với hẹn làm gì. Em thật là ngu dại. Bông hoa trắng ơi, lòng kiêu hãnh sẽ bắt em phải chết dần ở đây, trong túp liệu bẩn thỉu này đó. Thôi, chúng ta về đi thôi chứ chẳng cần phải thương hại nó làm gì. Đi. Hai chị ở lại chơi với em đã, em còn chưa thăm được gì mà. Ở làm gì với nơi bẩn thỉu này, thật là mất công chúng ta thương hại cho em. À, quên mất cho em nhớ, sắp đến ngày cả họ nhà chúng ta tổ chức tiệc linh đình cho cụ tổ. Mà chắc em cũng chẳng đến được đâu nhỉ, buổi tiệc long trọng vậy, ai cũng ăn mặc đẹp hết cơ mà. Ông ơi, các chị ơi, phải làm thế nào đây, ta không thể không đến dự buổi lễ quan trọng này. Giờ thì nàng có thể đi được rồi. Nàng hãy về thăm ông trước, rồi ngày mai hãy đến buổi tiệc. Cảm ơn ngài. Trong bộ quần áo sáng tựa ban mai, bông hoa trắng phi nhanh qua những ngọn núi cao, sông rộng. Cô ơi, cô có làm sao không? Ôi, thì ra là cô gái này, cô gái tuyệt sắc sống cùng quỷ dữ mà ta có lần đã trông thấy. Chắc em chưa biết đến ta, một hoàng tử hào hoa và bề thế nổi tiếng khắp xa gần. Nếu như ta tặng cho em cao sang quyền quý, em có đến bên ta không? Ngươi là ai? Mau tránh xa ta ra. Ta là người đã kết hôn rồi. Ta biết em đang phải sống một cuộc đời khổ sở. Hãy giải thoát cho mình. Hãy đến bên ta đi. Ta sẽ cho em tất cả những gì mà em muốn. Các chị của em sẽ phải ghen tị với em. Thả ta ra. Thả ta ra. Có ai không? Cứu tôi với.
ai cũng khao khát được trở thành vợ một hoàng tử như ta. Tại sao nàng lại không đồng ý với ta chứ? Vì ta là cô gái đã có chồng, và mãi mãi trong lòng ta chỉ có một người chồng đó mà thôi. Chồng ư? Ta đã thừa biết rằng chồng của nàng chỉ là một con quỷ. Thật là nực cười khi lấy một con quỷ. Ngươi không có quyền díu dãi chồng của ta. Chồng ta dù là một con quỷ nhưng vẫn luôn yêu thương và dành những điều tốt đẹp nhất cho ta. Đừng nhiều lời nữa, nhất quyết nàng không chịu bỏ con quỷ lấy ta phải không? Đúng vậy, không đời nào ta phản bội chồng của mình. Ngươi hãy thả ta ra đi. Chồng, nàng không thấy bất hạnh khi phải sống bên cạnh ta sao? Tại sao tôi lại phải cảm thấy bất hạnh cơ chứ? Người chưa bao giờ làm hại đến tôi, lại luôn làm những điều tốt nhất cho tôi. Đó chẳng phải là một sự may mắn hay sao? Ôi! Bông hoa trắng hiền lành của ta, đã 7 năm ta làm kiếp thú vì phạm phải lời nguyền. Chính lòng chung thủy và trái tim nhân hậu của nàng đã giúp ta thoát khỏi phép thuật ác độc kia. Từ nay em hãy ở bên ta thật hạnh phúc nha, bông hoa trắng nhỏ bé. Sao chàng không nói cho ta biết sớm hơn để ta chia sẻ nỗi khổ cực với chàng? Chúng ta là vợ chồng cơ mà. Vì như vậy ta mới biết tâm hồn nàng đẹp như thế nào. Tâm hồn nàng đẹp như đúng cái tên mà nàng đang có, đẹp như một bông hoa trắng. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.